chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Cường Kiên Thân và mình là Trà My. Hôm nay tiếp tục chúng mình sẽ lên cho mọi người thêm một clip nữa về quần jean mà nhà mình mới về kiện bò mới. Và hôm nay chúng ta chỉ có 35 mã thôi nhé, với giá là 350.000 cho một sản phẩm, bao ship, bao check và bao kiểm hàng luôn ạ. Và chúng ta hôm nay có sẽ là mã G, từ mã G1 đến G35, giá là 350.000. Vẫn phải chuyển khoản cọc trước với bên mình nhé. Và mọi người vui lòng chốt đơn, ghi rõ là mã G1 của ngày hôm nay là ngày mùng 4 ạ. Nay ngày mùng 4 ạ, G1 của ngày mùng 4 tháng 11 để tránh với những nhầm với mã G của những ngày khác nhá. Và ngay bây giờ đây chúng mình sẽ vào luôn với clip của ngày hôm nay nhá. Và để bắt đầu với clip của quần bò ngày hôm nay thì chúng mình sẽ vào luôn với mã đầu tiên, mã G1 ạ. G1 đầu tiên chúng mình sẽ có một em đến từ nhà, em này của Hàn à, con này của nhà Fatal Limbs, con này của Hàn mọi người nhé, hàng Main Korea này. Đây, tag thì kèm đầy đủ hết thông tin cho mọi người nhé. Con này thì ra sẽ là một em form khá là nhỏ ạ, bụng 74 dài 95 và ống 19 này, bụng 74 ạ, dài 95 và ống 19, một em form khá nhỏ giúp mình nhé. Con này thì dành cho ai mà nhỏ người một chút xíu thôi. Với mã đầu tiên, mã G1 giúp mình nhá. Cúc vẫn full logo hãng này. Và em này thì sẽ là một em bò mềm, chất bò cầm siêu chắc tay cho mọi người luôn. Bò mềm mà chất bò siêu chắc tay nhá. Với mã G1 ạ, bụng 74, dài 95 và ống 19 nha mọi người. Đây, G1. G2 đi mày ơi. G2 chúng mình sẽ đến với lại Dinder Jax Premium Denim Brand. Đây, em này tiếp tục sẽ là một em bò mềm và em này thì sẽ có độ co giãn nhẹ trên con quần nha mọi người. Em này có tag thì kèm đầy đủ hết này. Tiếp tục một em nữa, hàng Made in Korea nhé. Bụng 92, dài 101 và ống 19. Con này thì có sẽ phần xước nhẹ trên con quần và có độ co giãn nhẹ luôn ạ. Đây, nhìn dơ con quần cho mọi người xem này. Nó sẽ có phần xước nhẹ phần trước này và có độ co giãn nha mọi người. Bụng là 92, dài 101 và ống sẽ là 19cm cho mình nhá. Với mã sẽ là mã G2 này, G2 cho con quần này nhá. Co giãn nhẹ này. Đây mình sẽ cho mọi người xem độ co giãn của con quần này. Với mã là mã G2, ai không thích mặc quần bò kiểu quá cứng thì mọi người có thể chuyển sang những em quần bò có độ co giãn nhẹ như mã G2 này giúp mình nhá. G2. Hôm trước mình lên live thì mọi người bảo là sẽ phải dơ cả phần gấu lên cho mọi người xem. Thì đây là mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ dơ hết cả quần phần gấu quần lên để cho mọi người nhìn rõ hơn được về phần gấu quần này với mã G2 nhá. G3 đi. G3 chúng mình sẽ đến với Pandora Fish. Nghe rất giống tên một thương hiệu về trang sức. Đây, Pandora. Với mã là mã G3 giúp mình nha. G3 này. Em này thì có tay đi kèm đầy đủ luôn ạ. Con này tiếp tục với em hàng Hàn nhá, Made in Korea này. Đây, tag của em nó đi kèm đầy đủ hết giúp mình này. Và form size con này có sẽ là form size L nhá. Size L ạ. Đến với Pandora, con này sẽ không có độ co giãn nhẹ như con trước đâu. Bụng 78, dài 108 và ống 27. Em này sẽ là một em phần ống khá là to đấy. Bụng 78, dài 108 và ống 27 ạ. Đây ạ, ôi con này lỗi rồi. Con này lỗi rồi nhìn anh ơi. Con này rất là đẹp nhưng mà nó lại bị lỗi rồi. Đây, thôi bỏ qua con này đi. Mã G3 bỏ qua mọi người nhá. Con này lỗi, thủng một lỗ khá. Không phải là thủng mà là cái phần đeo thắt lưng này nó bị rụng ra. Nên là thôi, mã G3 này bỏ qua này. G4. Mình sẽ đến với G4 nha. G4 chúng mình sẽ đến với Grow Form Size S. Đây, chúng mình sẽ có Grow Form Size S này. Ủa sao tự dưng nay máy nó không lấy nét rồi nhỉ? À đây rồi. G4 nha. Bụng 74, dài 107 và ống 24 này. Bụng 74, dài 107 và ống 24. Với mã chúng ta có sẽ là G4. Chúng mình sẽ đến với Grow. Tiếp tục hàng Made in Korea giúp mình nha. Mặt sau luôn đây ạ. Với mã là mã G4 nhá, bụng 74 ạ, dài 107 và ống 24. Ai thích quần ống rộng, ống đứng thì mọi người có thể mua em này. Đây sẽ là phần gấu của em này. Với mã là mã G4 ạ, G5 đi. G5 chúng mình sẽ đến với Kalusi. Con này sẽ là một em hàng form slim fit. Em này form size 29 này. Thương hiệu của Việt Nam thì chắc là mọi người không còn lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Made in Việt Nam, màu chúng ta sẽ có là màu khói, xám khói, màu với mã là 35. Form slim fit và có độ co giãn nhẹ cho con quần này luôn nhá. Bụng 80, dài 99 và ống 15 ạ. Bụng 80 này, dài 99 và ống 15.
form slim fit nha mọi người. Mặt sau nè. Đến với Calusi. Đây mình giơ cận cho mọi người nhìn rõ chất nhất về con quần nhá. Với mã là mã G5 ạ. Gấu quần đây ạ. G6 đi. G6 chúng mình sẽ đến với Owin. Tiếp tục một thương hiệu của Việt. Form size con này là form size 30 này. Hàng made in Việt Nam tiếp tục này. Với mã G6 này. Tag đi kèm đầy đủ hết này. Bụng 76, dài 97, ống 15. Tiếp tục với em form slim fit. Sao rõ ràng là size 30 nhưng lại bé hơn size 29 kìa nhỉ. Của Owin nhá. Với mã là mã G6. Cũng có độ co giãn nhẹ cho con quần này giúp mình này. Form slim fit giúp mình nhá. Với mã G6, màu xanh bạc ạ. Mặt sau cho mọi người đây. Cúc vẫn full logo hãng nha mọi người. Phần tag da bò đi kèm này. G6 ạ. Phần gấu này. G7 đi. G7 chúng mình tiếp tục có Owin tiếp ạ. Con này tên thứ hai con giống nhau. Form size 30, form slim fit G7 với G6 giống nhau nhá. Bụng 78 dài 9, bụng 76 dài 98 và ống 15. Hai con giống nhau, form size giống nhau luôn ạ. G7 và G8 là hai G6 và G7 là hai con giống nhau nhá mọi người. Giống hoàn toàn kể cả màu sắc, kiểu dáng và form size luôn. Tiếp G8 đi. G8 chúng mình sẽ có một em đến từ con này đến từ Fashion Jeans, form size 34 này. Đây. Cho mọi người xem kỹ hơn về phần tag này, form size 34 đến từ Fashion Jeans. Ôi, con này chất đấy. Con này chất đấy, nhìn này. Con này thì rách khá là to nhá. Con này chắc là gì dành cho những bạn trẻ mặc đấy. Đến từ Dolce Gabbana, hàng made in Italy. Bụng là 88, dài 104 và ống 17. Dolce Gabbana với lại Dolce với lại cái gì nhỉ? Chết rồi, quên tên rồi. Mình quên tên của cái hãng đấy rồi. Nhưng mà nói chung là hai cái hãng đấy lúc nào cũng rách xước. Đây con này rách khá là to này và độ mới của quần này cũng rất là cao. Con này chắc là chơi chỉ có bạn trẻ mặc thôi. Mọi người có thể mua cho con trai mình mặc cũng được ạ. Đây. Và độ mới rất cao nha mọi người. Bụng 88, dài 104 và ống 17, form slim fit này. Bụng 88, dài 104 và ống 17 và tất cả các họa tiết trên con quần này sẽ là bằng da. Thêu da nha mọi người. Và em này thì có rách một bên đầu gối ạ. Rách một bên đầu gối, bên này thì không, bên này cũng rách nhưng mà rách nhẹ hơn. Với mã là mã G8 giúp mình. G8 giúp mình nhá. Ai ưng con quần này thì quất luôn này. Với mã size 34. Size 34 giúp mình nhá. Với mã G8. Gấu quần đấy ạ. G9 đi. G9 chúng mình sẽ đến với Zara Men, form size 34, hàng made in Bangladesh tiếp này. Với mã là mã G9. Bò mềm nhá mọi người. G9 này, made in Bangladesh. Tag của Zara thì lúc nào cũng nhiều và dài như thế này nhá. Bụng 94, dài 97 và ống 16. Bụng 94, dài 97 và ống 16, form size 34 của Zara nhá mọi người. Em này sẽ là bò mềm giúp mình ạ. Bụng 94 này. Bò trơn nhá, màu xanh bạc. Với mã chúng ta có sẽ là mã G9 này của Zara Men. G9 giúp mình nhá. G10 đi. Gấu quần đây. G10. G10 chúng mình sẽ đến với Bocado Jeans. Con này cũng tiếp tục là một em hàng made in Korea này. Và con này màu cực kỳ ăn chơi. Con này thì sẽ xước nhẹ nha mọi người. Với mã G10 đây của Buckaroo Jeans. Con này cũng là một con kiểu dáng phong cách rất là trẻ trung nhá. Con này bụng 84 dài 97 và ống 17 này. Bụng 84 dài 97 và ống 17. Với mã chúng ta có sẽ là mã G10 nhá. Đây mặt sau này. Con này nó là xước nhẹ nhưng mà hơi hơi xước nhẹ thôi, chứ không hẳn là bị xước hẳn ra quá nhiều đâu ạ. Với mã là mã G10 giúp mình nhé. Giơ lại con quần cho mọi người nhìn kỹ hơn. G10 này. Mặt sau đây ạ. Kiện quần hôm nay về rất đẹp luôn nha mọi người. Đây, phần gấu. 11 đi. G11 chúng mình sẽ đến với Nix Jeans. Tiếp tục lại là một em bò mềm này. Thương hiệu này xuất hiện rất nhiều trên quần bò nhà mình rồi. Đây ạ. Với mã G11 giúp mình này. Bụng 76 dài 95 và ống 15. Tiếp tục em là form slim fit và form khá nhỏ. Bụng 76 dài 95 và ống là 15 đến từ Nix. Đây nha. Con này thì rất đẹp luôn ạ. Ai mà kiểu nhỏ người mặc cũng con như này rất đẹp này. Đây sẽ được đi kèm thêm một phần tag bằng kim loại nữa này. Đây, tag ra phía sau. Với mã G11 giúp mình nhá. G11 ạ.
phần gấu này. 12. G12, chúng mình sẽ đến với Levi. Chúng mình sẽ có một em Levi đến từ California. Đây, phần tag phía sau hiển thị đầy đủ cho mọi người nhá. Với mã G12 này, bụng 82 dài 100 và ống 19 ạ. Bụng 82 dài 100 và ống 19 nha. Chất bò con này thì hơi thô một chút xíu. Với mã là mã G12 nhé, của Levi này. Cái tag trong đâu nhỉ? Đây, tag trong. Vẫn đầy đủ thông tin tag cho mọi người nha. G12 ạ, của Levi. Màu con này đẹp thế. Gấu quần 13 đi. G13, chúng mình sẽ đến với Ghost Jean. Cũng là một thương hiệu rất là lớn nha mọi người, của Ghost. Con này không ghi form size luôn. Đây, không thấy ghi form size nha mọi người. Với mã là mã G13 giúp mình này. Bụng 86 dài 12. Dài 12. Ê, nhân viên của mày bị làm sao vậy? Dài 12. Đo lại. Đo đi. Mọi người đợi mình xíu nha. Mày làm gì mà mày không đo? Mình sẽ đo lại con quần này ạ. Bụng 86. Con này sẽ dài 100. Độ dài là 100 ạ. Bụng 86 dài 100 và ống sẽ là 22. Bụng 86 dài 100 và ống 22 đến với Ghost. Một thương hiệu làm về quần rất nổi tiếng luôn. Và những cái thương hiệu như thế này thì làm rất là chỉnh chu về sản phẩm nhá, nên là mọi người yên tâm về chất lượng giúp mình. Với mã G13, bụng 86 dài 100 và ống sẽ là 22. Một em form ống đứng rất là ok dành cho những ai thích mặc quần ống rộng nhá. Với mã là mã G13 giúp mình nhá. G13. Đây sẽ là phần gấu quần nhá. 14 này. G14, chúng mình sẽ đến với Copenhagen Blue. Copenhagen Blue với mã G14 này. Em này thì vẫn sẽ có độ co giãn nhẹ cho mọi người trên con quần này nhá. Bụng 82 dài 97 và ống 16. Con này thì sức nhẹ giúp mình ạ. Bụng 82 dài 97 và ống 16 ạ. Mời em hàng Hàn nhé mọi người. Và có độ co giãn nhẹ trên con quần này. Em nào mà có độ co giãn nhẹ thì mình sẽ nói là sẽ có độ co giãn nhẹ, còn nào không thì nó sẽ không nhá. Con này thì form slim fit cho mình này. Với mã G14 form slim fit ạ. Xước nhẹ nha mọi người. Có xước nhẹ đấy ạ. Đây, xước nhẹ cho con quần nhá. Với mã là mã G14 giúp mình ạ. G14 này, phần ống đi kèm. 15. G15, chúng mình sẽ có một em đến từ Indigo Bank. Indigo Bank. Con này thì chất bò khá là mỏng, dành cho những ai mà thích sự thoải mái, dễ vận động hơn thì nên mặc những con bò mỏng như thế này. Bụng 88 dài 115 và ống 19 ạ. Bụng 88 dài 115 và ống 19 đến từ nhà Indigo. Một em màu xanh đậm, cực kỳ dễ mặc quần áo luôn. Với mã chúng ta có sẽ là mã G15 giúp mình ạ. G15 đến từ nhà Indigo nha. Nhưng mà con này thì có một cái khá là kỳ lạ, bởi vì là cái phần gấu em này thì bị, nó không phải là bị cắt mà là nó tạo kiểu như thế ạ. Đây, cái đường chỉ may nó vẫn còn nguyên nha mọi người, nhưng mà cái phần gấu của em ấy là bị turua như thế này. Với mã là mã G15, 16. G16, chúng mình sẽ đến với Gators Denim New York. Tiếp tục một em bò mềm ạ. Bụng 86 dài 96 và ống 17. Con này cũng xước nhẹ giúp mình nha. Bụng 86 dài 96 và ống là 17 cm. Con này cũng là một em form slim fit này. Mặt sau cho mọi người này. Với mã là mã G16 ạ. G16 có xước nhẹ ra mọi người. Đây, xước nhẹ trên con quần này. Mặt trước ạ. Mặt sau này. 16 nha mọi người. Đây nó sẽ là phần ống quần. 17 đi. G17. Con này của gì vậy? Một em hàng nội địa Hàn ạ. Tag của em ấy full tiếng Hàn luôn. Đây, một em tag full tiếng Hàn này. Mình cũng không thấy cái phần tag ở bên trên này của nó luôn. Cái mã G17. Bụng 82 dài 98 và ống 17 này. Bụng 82 dài 98 và ống sẽ là 17 cm.
với mã là mã G17 giúp mình nhá. Em này cũng có độ co giãn nhẹ giúp mình này. Có độ co giãn nhẹ trên con quần nhá. Với mã là mã G17 giúp mình ạ. Mặt trước mặt sau này. Phần ống này. Con này thì cũng chỉ dành cho những ai mà kiểu người nhỏ một chút xíu mặc sẽ ok hơn. 18 đi. G18 chúng mình sẽ đến với lại Levi tiếp ạ. Một em Levi. Form size 31 này. Tiếp tục là quần bò của Levi nha, với mã G18 ạ. Đây, phần tag đi kèm phía trong này mọi người. Đầy đủ hết tag luôn. G18, bụng 86 dài 100 và ống sẽ là 22. Bụng 86 ạ, dài 100 và ống là 22 với mã G18 của Levi nha. Con này sẽ là một em quần bò cặp cao nha mọi người. 18, form size 31 này của Levi. Cho mọi người xem kỹ hơn về phần gấu nha. 19 đi. G19, chúng mình sẽ có một em đến từ Super Rio Denim Classic này. Với mã G19. Và form size chúng ta có của em này sẽ là form size 30 nha. Một em form size cũng khá là nhỏ. Bụng 78, dài 88 và ống là 18 ạ. Bụng 78, dài 88 và ống là 18 giúp mình cho con này. Màu xanh đậm này cũng là rất dễ mặc nha. Với mã chúng ta có sẽ là mã G19, form size 30 nha mọi người. Phần gấu ạ. Tiếp. 20, G20 ạ. G20 chúng mình sẽ có một em con này tác đâu? À đây. Adogen Made in Korea này, form size 30. Tác của em ở trong này nha mọi người. Với mã là mã G20. Bụng 74, dài 110 và ống 26. Một em này form ống khá là to. Bụng 74 này, dài 110 và ống sẽ là 26cm giúp mình nha. Một em form ống khá to và khá rộng luôn ạ. Ai thích ống to và rộng thì có thể mua em này. Với mã là mã G20 giúp mình này. G20 ạ. Quần trơn nhá. Ống con này thì không biết là đây nó bị xước khá nhiều đấy. Cái này là do phần ống người ta tạo như thế nha mọi người. Nó xước cả hai bên đấy, không phải một bên đâu. Đây. Bên trong này nó cũng bị xước một ít này. Với mã sẽ là mã G20 giúp mình. 21 đi. G21 chúng mình sẽ đến với Pull and Bear, hàng made in Cambodia này. Thương hiệu này xuất hiện cũng khá nhiều trên kênh nhà mình rồi. Chúng ta sẽ có form size là 26. Một form size khá là nhỏ đến từ nhà Pull and Bear. Với mã 21, hàng made in Cambodia nha. Bụng 76, dài 94 và ống 15. Bụng 76, dài 94 và ống là 15cm nhé. Form khá nhỏ thôi nha mọi người. Mặt sau cho mọi người luôn đây ạ. Với mã chúng ta có sẽ là mã G21. G21 nha. Đây, sẽ cho mọi người xem cả phần gấu quần. 22 đi. 22, chúng mình sẽ tiếp tục quay lại với Levi. Em này sẽ là Levi 511. Một em Levi đến 511 này. Con này màu xanh bạc nha mọi người. Phần tag phía trong của em ấy này. Tag trong này. Rất nhiều tag đi kèm luôn ạ. Bụng 86 dài 93 và ống sẽ là 19. Bụng 86 dài 93 và ống là 19. Đến từ nhà Levi 511 nha mọi người. Màu xanh bạc giúp mình ạ. Bụng 86 ạ. Với mã chúng ta có sẽ là mã 22. G22 Levi này. 23 đi. Đây, phần gấu quần này. G23 chúng mình sẽ đến với Aos Denim Undervies. Với mã G23. Bụng 74 dài 99 và ống 18 nha mọi người. Bụng 74 này, dài 99 và ống là 18cm. Thật sự luôn, những con bò này cầm vào tay rất là chắc. Nó còn nặng nữa ạ. Với mã là mã 23 giúp mình nhá. G23. Bụng 74 nha, dài 99 và ống sẽ là 18. Sorry mọi người, ống 18 ạ. Của em hàng Hàn nhá, hàng made in Korea. Đây, đây sẽ là phần ống quần. Tiếp. Một con còn nguyên tác luôn. Con này của Young, form size XL này. Nhưng mà con này phải là bò đâu. Nửa bò nửa kaki à.
Và mã này sẽ là mã từ mã 24 trở đi, chúng mình sẽ có lên cho mọi người kaki. Từ mã 24 đến mã 35 chúng mình sẽ có kaki nhá. Em này chỉ sẽ là một em kaki này, một em của Jungs. Nguyên tác này mọi người ơi. Một em còn nguyên tác giúp mình nha, hàng made in Korea này. Không thấy ghi giá ở đây. Nguyên tác với mã 24. Bụng 94 dài 105 và ống là 21. Con này chắc chơi thật sự. Bụng 94 dài 105 và ống là 21. Đây, nguyên tác form size XL cho mọi người đây. Em này thì có phần dây rút để chỉnh bụng. Nói chung là mọi người có thể chỉnh to nhỏ, cái này là tùy ý nhá. Hai bên đều có, cái này có thể chỉnh được bụng nha mọi người. Bụng 94 dài 105 và ống là 21 cho mình nha. Độ mới cao như thế này, còn nguyên tác như thế này thì chắc chắn là không còn gì để bàn cãi về con quần này nhá mọi người. Với mã là mã G24 giúp mình, G24 ạ. Ngoài ra thì em ấy còn được phối họa tiết đính những cái cúc như thế này trên con quần, tạo điểm nhấn này. Đây, rất nhiều ạ. Và phần gấu của em ấy thì sẽ có một loạt khóa zip. Hai bên đều có khóa zip như này nhá mọi người. Với mã là mã 24, 25 đi ạ. G25 chúng mình sẽ có một em này là jean mà, sao lẫn lộn thế. Con này sẽ là một em jeans đến từ nhà Accessories. Form size 32 nhá mọi người. Con này jean nhưng mà màu khá là lạ. Với mã là mã 25 này. Bụng 84 dài 110 và ống 24 này. Bụng 84 dài 110 và ống là 24 giúp mình nhá. Nhìn màu thì rất là giống màu kaki mà em này sẽ là chất jean, không phải chất kaki. Với mã là 25 giúp mình nhá. Con này độ mới cũng rất là cao cho mọi người luôn ạ. G25 này. Ai thích màu này thì mua luôn thui. Phần gấu này gần như là còn nguyên. 26 đi. 26 tiếp tục với kaki. Chúng mình sẽ có đến một em đến từ Pape Jones. Form size 29 này. Ta đi kèm đầy đủ hết này. Với mã là mã 26. Bụng 76 dài 92 và ống 18 giúp mình nha. Bụng 76 dài 92 và ống 18 ạ. Với mã chúng ta có là mã 26. Con này thì có một điểm rất là đặc biệt ra trên phần cạp quần. Nó sẽ được thêu bằng những cái đoạn chỉ màu như thế này. Đây, tạo điểm nhấn cho con quần rất là hay luôn ạ. Với mã là mã 26 của mình nhá. 26 ạ. G26. Gấu quần này. 27 đi. G27 chúng mình sẽ đến với lại USM Dockers. Chúng mình sẽ có một em hàng tên là Docker hàng made in Cambodia đây ạ. Với mã là mã G27 giúp mình. Tag đi kèm đầy đủ này, made in Cambodia này, tên thương hiệu này. Bụng 88 dài 98 và ống 15 ạ. Bụng 88 dài 98 và ống là 15. Em này form ống nó sẽ hơi bo một chút xíu. Của Docker. Với mã chúng ta có sẽ là mã 27. G27 nha mọi người, 27 ạ. Đây, phần gấu đây nha. 27 giúp mình này, 28 đi Nhật Anh. 28 tiếp tục một em còn nguyên tác, em này của Express. Form size 34, hàng made in Việt Nam. Đây ạ. Với G28 nhá. Form size 34 hàng made in Việt Nam này. Màu xanh than, rất là dễ mặc quần áo luôn. Rõ ràng là hàng made in Việt Nam nhưng mà tác thì không phải là tác của Việt Nam. Tác này là giá tiền con này tính bằng đô mọi người ạ. 70 đô là bao tiền? 1,5 triệu. Một con quần 1,5 triệu. Trên line nhà mình độ mới 100%, còn nguyên tác 350. Mã là 28, G28 ạ. Bụng 94, dài 102 và ống 19. Bụng 94, dài 102 và ống là 19 ạ. Đây. Còn nguyên tác giúp mình nha, độ mới 100% thì không phải bàn cãi về sản phẩm nha mọi người. Mặt sau đây ạ. Với mã là mã G28 nhá. G28 này, màu này thì cực kỳ dễ mặc quần áo luôn. Càng màu tối thì càng dễ mặc quần áo này. Ai không thích những con màu quá sáng thì mọi người có thể mua những con màu tối như thế này giúp mình. Với mã G28 nhá. 29 đi. Độ mới 100% nhưng mà vẫn phải cho mọi người xem gấu quần nha. 29. Chúng mình sẽ đến với Mango. Chúng mình sẽ có một em hàng Mango, hàng made in Việt Nam này. Form size chúng ta có sẽ là form size 32. Đây, một em kaki của Mango. Với mã là mã 29 nha. Con này thì khá là dày dặn ạ.
Bụng 84 dài 95 và ống 18 này. Bụng 84 dài 95 và ống 18 cực kỳ đứng form cho em kaki này luôn. Màu cũng rất là đẹp này. Với mã là mã 29, G29 giúp mình, mặt trước mặt sau này. Con này cực kỳ đứng form. Bụng 84 dài 95 và ống là 18 giúp mình nhá. Phần gấu á 30. G30 chúng mình sẽ có Dress khaki pants. Đây. Form size em này sẽ là form size 30 và tiếp tục sẽ là hàng made in Việt Nam. Tag đi kèm. Con này cũng là một em cực kỳ đứng form nha mọi người. Bụng 78 dài 98 và ống 17. Màu này đẹp thế. Màu nâu đất này thì mặc lên bao sáng da và cũng cực kỳ dễ phối quần áo luôn. Với mã là mã 30, G30 giúp mình ạ. Form size 30 với mã G30 nha, và độ mới con này rất cao, 98% cho độ mới của con này nhá. Màu thì cực kỳ dễ mặc luôn. G30 giúp mình nhá. Ai không mua con này thì cũng rất là phí nha mọi người. Rất phí luôn. Mình giơ con quần lên là mọi người nhìn thấy rõ là độ mới và cũng như là kiểu đứng form của con quần như nào này. Đây phần gấu quần đây. Với mã là mã G30 giúp mình nhá. 31 đi. G31 ra là men. Lại một con nữa rất đẹp, hàng made in Việt Nam mà form size chúng ta có sẽ là form size 29. Bụng 82 dài 96 và ống 18. Bụng 82 này, dài 96 và ống 18. Con này màu sắc thì đậm hơn con 30 kia một chút xíu thôi. Con này là mã G31 nhá. G31 đến từ Zara Man này. G31 cho mình ạ. Mặt sau này. Bụng 82 nha. Dài 96 và ống 18. Form size chúng ta có là form size 29 giúp mình nhá. Với G31 ạ. Phần gấu quần. G32. G32 chúng mình sẽ đến với Việt Tiến. Thương hiệu của người Việt rồi, không phải giới thiệu nhiều ạ. Form size chúng ta có sẽ là form size 30, kaki của Việt Tiến này. Con này cũng khá là dày dặn nha mọi người. Bụng 78 dài 98 và ống 21 này. Màu be. Bụng 78 dài 98 và ống 21 của Việt Tiến nha mọi người. Hàng Việt Nam ạ. Mặt sau cho mọi người đây. Con này chất kaki hơi cứng một chút xíu. Với mã chúng ta có sẽ là mã 32 nhá. G32 giúp mình này. Việt Tiến với G32. Phần ống quần này. 33 đi. 33 chúng mình sẽ đến với lại kaki của Aniquilo, một hãng thương hiệu thì làm quần áo rất là basic và đơn giản, ai cũng có thể mặc được của thương hiệu này luôn. Aniquilo này. Với mã chúng ta có sẽ là mã G33. Bụng 86 dài 101 và ống 21. Bụng 86 ạ, dài 101 và ống 21 đến từ Aniquilo giúp mình nhá. Mặt sau cho mọi người này. G33 nhé, Aniquilo ạ. Đây sẽ là phần ống quần nhá. 34 đi, hết rồi à? Hết rồi. G34 sẽ là mã cuối cùng ạ. G34 chúng mình sẽ đến với Owin, hàng made in Việt Nam, form size 32 tiếp này. Nhanh nhiều Owin nhỉ. Form size 32 của Owin. Bụng 84 dài 92 và ống 19 ạ. Bụng 84 dài 92 và ống 19 màu đen nha mọi người, của Owin này. Mặt sau cho mọi người luôn này. Với mã G34, và hôm nay mã G34 sẽ là mã cuối cùng nhé. Hôm nay có 34 mã thôi ạ, 350.000 nha mọi người ơi. G34. Đây, phần ống quần. Hết rồi ạ, và G34 là mã cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Chúc mọi người có một phiên live săn được những con hàng ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ạ. Bye bye.